Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai Nói Chuyện Quốc tế tối thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2024. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Vâng, để mở đầu chương trình Ăn Cơm Khoai Nói Chuyện Quốc tế ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điểm những cái thông tin vòng quanh thế giới trong 24 giờ qua. Hôm nay thì một cái thông tin khá thú vị về nước Thụy Điển mà liên quan tới chiến cuộc Ukraine quý vị ạ. Nhân cái dịp mà họ vừa viện trợ cho Ukraine tới 443 triệu đô la trong cái gói viện trợ ngày hôm nay, gói viện trợ thứ 17 của riêng Thụy Điển thì chúng ta nói về cái câu chuyện những ngày trước khi mà nga tấn công tên lửa Iskander vào thành phố Poltava. À, lời bây giờ đã có tới hàng nhiều trăm người thiệt mạng, đúng không ạ? và cái trung tâm của cái sự kiện đó đã dẫn tới việc là ông Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển từ chức ngay lập tức. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đấy là một cái thông tin nó rất là lạ, bởi vì tại sao mà những quan chức ở ngoài mặt trận, những cái sĩ quan chỉ huy hoặc là quan chức của các công ty ngoài mặt trận Ukraine, mà lại khiến cho ông, ông Bộ trưởng Ngoại giao từ chức chưa đến 24 giờ đúng ạ à. như vậy cái câu chuyện nó sâu hơn như thế rất nhiều thì tìm hiểu thêm chúng ta mới thấy một cái vấn đề nó như thế này à, đầu tiên chúng ta biết rằng là ukraine thì nhận được viện trợ của uh, thụy điển liên quan tới những trang thiết bị vũ khí mà đến chủ yếu từ cái công ty nhà thầu quốc phòng và một trong những công ty uh, công nghiệp lớn hàng đầu thụy điển đó là công ty sáp thế thì chuyện xảy ra À, ngày hôm đó xong người ta thấy rằng là cổ phiếu của hãng shop đã tụt giảm một cách thê thảm trên thị trường và đến đây thì người ta bắt đầu hiểu ra mọi chuyện đúng không ạ đó là khá nhiều quan chức hàng đầu trong cái lĩnh vực mà chuyên trách của mình cộng với lại những cái quan chức trong quân đội chuyên gia quân sự và các kỹ sư cao cấp của Sáp đã đến có mặt trong cái vụ um, họp hành đó và khiến cho Nga tấn công, uh, khiến cho tổn thất rất lớn đó. Thế thì sau khi mà vụ tấn công đó thì ngay lập tức là cái cổ phiếu nó rơi xuống như này bởi vì là những thông tin về việc là các quan chức của Sáp đã bị thiệt mạng và bị thương nặng ở đấy rất nhiều. Dẫn tới là cổ phiếu công ty nó tụt giảm và người ta tìm hiểu thêm thì tại sao cổ phiếu công ty này tụt giảm mà dẫn tới cái việc là ông bộ trưởng từ chức thì cuối cùng người ta mới biết một điều rằng là à, ở Thụy Điển thì có cái gia đình chúng ta nhớ ở Thụy Điển nó có một cái thú vị như này nhé là Thụy Điển nó rất là quý tộc đấy. đấy những cái nhà công nghiệp những nhà kinh tế vân vân ấy thì nó thường thường đi theo dây của các cái gia tộc và Thụy Điển. Đấy, chúng ta cứ xem phim và đọc lịch sử Thụy Điển thì cái tính gia tộc của Thụy Điển nó có thể nói là đứng hàng đầu của châu Âu luôn. Thì ở Thụy Điển nó có một cái gia tộc là gia tộc Wattenberg, một cái gia tộc mà giàu có hàng đầu và là một trong những cái gia tộc thống trị à, những vấn đề cốt lõi kinh tế của Thụy Điển. À và tất nhiên rằng Uh, một cái công ty uh, sản xuất quốc phòng lớn hàng đầu ở thụy điển thì là một trong mục tiêu hàng đầu trong cái việc mà các hồ sơ đầu tư của, của cái gia tộc này sau khi mà cổ phiếu của sáp nó lao dốc uh, thì uh, người ta cũng biết một điều rằng là uh, để chúng ta quay trở lại một chút câu chuyện này nữa để chúng ta nhìn thấy tất cả mọi thứ nó xuyên suốt tôi đoán rằng là ngày xưa khi mà cái chuyện Thụy Điển gia nhập NATO ấy thì tôi đã từng nghe thấy cái vấn đề của gia tộc này. Ở Thụy Điển nó có rất nhiều những cái điều ở dưới gầm giường quý vị ạ mà chúng ta không biết được. Thì sau khi mà Thụy Điển gia nhập NATO, đúng không ạ? Thì ngay trước đó người ta biết rằng gia tộc này nó đầu tư rất là nặng, rất là nặng tay vào công ty sát. Đấy, trước và sau đều đầu tư. Và chúng ta thấy rằng cái vụ vừa rồi ấy nó dẫn tới một uh, cái sự tụt giảm cổ phiếu lớn của SAP, chắc chắn là cái gia tộc này nó ăn đổ về vâng ăn đổ là ăn đổ sao quả tạ đấy liên quan tới các khoản đầu tư nó vào cái công ty này. Và sau khi những chuyên gia hàng đầu của Thụy Điển bị thiệt mạng trong vụ đó dẫn tới ông Tobias Binstrom đã phải từ chức ngay trong vòng 24 giờ thì bây giờ chúng ta thấy nó lại quá nét đúng không ạ nó không có cái gì còn quý vị nhớ là hôm đó chúng ta đã phân vân mà quái lạ biết rằng là có hai cái máy bay của Thụy Điển viện trợ cho Ukraine cũng như là các loại xe cộ vân vân của cái hãng sáp này và nhiều công ty Thụy Điển khác Thế nhưng mà mình lại không ngờ rằng là làm sao mà liên quan đến chính trị nó lại mình có thể là là từ chức nhanh như thế thì bây giờ câu chuyện nó đã biết rồi. Không những gia đình Walterberg đó họ Wallenburg đó, họ có thể kiểm soát công ty sát mà họ còn giật dây cho cả những vấn đề Thụy Điển và NATO nữa. Và như vậy thì cái câu chuyện nó không nằm trong gia đình đó một mình mà nó còn nằm quả bên ngoài nữa. Đúng không à? ạ? Đó, đó là một cái đường dây để mà những công ty sáp này có thể nhận được nhiều tiền đến từ ngân sách quốc phòng của nhà nước. Và tất nhiên tiền đó cũng giống như Mỹ thôi, cũng là nhiều người đóng thuế. Đấy là lý do chúng ta thấy rằng Thụy Điển đã vào NATO. Đúng không à? ạ? Tất nhiên có nhiều viên cái yếu tố khác nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy câu chuyện nó nó ở Thụy Điển nó đã dã man nhiều quý vị. À, Thụy Điển đã từ một quốc gia thiên đường mà bây giờ trở thành một cái vũng lầy tội phạm và bây giờ quốc gia một cái nền một cái xã hội mà nó khá đi theo một cái xã hội lý tưởng đúng ạ mà nó khá giống với lại chủ nghĩa cộng sản trong tương lai thế nhưng mà bây giờ nó đang giống như là cái xã hội mà lấy các công ty quốc phòng làm cái nòng cốt để phát triển kinh tế đấy đến đây thì không ai còn có một cái sự hoài nghi ngây thơ nữa đúng không ạ khi nào mà ở phương Tây còn những cái gia tộc như thế mà có thể gây ra được cái ảnh hưởng để mà khiến cho một vị quan chức hàng đầu phải từ chức trong vòng 12 tiếng đồng hồ để mà quốc gia của họ có thể gia nhập NATO, đúng không ạ? Thì có nghĩa rằng không bao giờ có một cuộc một cái sự hòa bình dễ dàng đâu. Người ta đây là một nỗ lực của tập thể của cả các công ty hàng nghìn nghìn tỷ. Làm sao mà có thể hòa bình nhanh được đúng không, quý vị? cho nên chúng ta có thể nói rằng càng tìm về những thâm cung bí sử thì càng thấy rằng là à bây giờ thì chúng em đã hiểu vâng tin vắn nhưng mà nó hơi phân tích một tí à, bây giờ tin vắn thật đây này quý vị này à, như vậy là ngày hôm nay thì nhà lãnh đạo kim jong un của triều tiên đã tiến hành một cái cuộc thị sát Đấy, ông đã đến các cái căn cứ ở bờ biển và các căn cứ tên lửa của quốc gia này ông nói rằng là Ông đang đi thị sát một cái vị trí mới để mà phát triển một cái căn cứ hải quân tàu ngầm xịn sò đẳng cấp quốc tế để mà có thể bảo vệ đất nước. Đồng thời ông hối thúc quốc gia là ngay lập tức thực hiện một chính sách phát triển lực lượng hạt nhân, tăng một đột biến lên các cái đầu đạn hạt nhân để mà đáp ứng với lại tình hình mới. Vâng, cái này cũng lại phân tích quý vị ạ. À, chúng ta cũng biết một điều ấy là phương Tây thì thế giới đa cực đang trỗi dậy đúng không ạ Thế giới đa cực trỗi dậy và đe dọa cái sự uh, vị cái vị trí bá chủ của phương Tây là một người đứng trên đỉnh và có thể nói là ăn uh, không ngồi dồi trên đầu của tất cả bản dân thiên hạ nếu bây giờ thế giới nó đa cực đi mà phương tây người mỹ không còn được cái vị trí như vậy bao nhiêu quyền lợi mất hết đúng không ạ liệu họ có chịu không chắc chắn là không rồi như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có rất nhiều những cái nó nho nhỏ từ những cái cuộc cách mạng màu những cuộc chiến tranh đảo chính ám sát rồi những cái cuộc chiến tranh ủy nhiệm rồi những cuộc chiến tranh ủy nhiệm hạt nhân đúng không ạ rồi những cuộc chiến tranh phục kích trên đại dương ủy nhiệm vân 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 không có cái gì là không thể xảy ra bởi như tôi nói quý vị đấy là một cái tình huống mà nó không kém gì cái tồn vong của xã hội cả có nghĩa rằng người ta sẽ không bao giờ từ bỏ ngôi vương cái cái vị cái dị cái sự đe dọa đấy nó không khác gì đe dọa của cái sự tồn tại của một quốc gia cho nên người ta sẽ bảo vệ nó với tất cả những biện pháp có thể quý vị công nhận với tôi không ạ nhất là người mỹ vậy thì chúng ta cũng có thể thấy một điểm rằng không biết đâu được một thời điểm đẹp trời các quốc gia ủy nhiệm người Mỹ cũng sẽ có những cái vũ khí nóng nào đó, đúng không ạ? Để họ tấn công vào các kẻ thù của người Mỹ, không biết chừng. Và tất nhiên là người Nga, người Nga thì là những người mà là những người có thiên phú hạt nhân, đúng không ạ? Thiên phú tên lửa và tàu ngầm. Vậy thì chắc chắn là họ cũng phải chuẩn bị các thế lực ủy nhiệm cho riêng mình quý vị công nhận không ạ? Và những cái việc họ làm với lại Triều Tiên, rồi mới lại những cái quốc gia vùng Trung Đông thì nó cũng không phải là một cái việc nó ngẫu nhiên. Mà tôi tin chắc rằng thời gian tới Nga còn làm nhiều với nhiều quốc gia kiểu kiểu như vậy nữa. Và cũng rất có thể là tôi nghĩ hơi xa, bởi vì Triều Tiên thực sự thì có nhu cầu có vũ khí hạt nhân quy mô lớn thật, đúng không ạ? ngày hôm nay thì người ta phát hiện ra và cũng không phải phát hiện đâu đây là một chuyến đi công khai của bộ trưởng ngoại giao nga lavrov đến uh, uh, ả rập xê út nghe đồn rằng ở đó thì uh, các vị bộ trưởng cũng như là ông đã gặp cả nhà vua cũng như thái tử của ả rập xê út nữa và thậm chí là đây mới là phát hiện đó là còn có sự có mặt của người đồng cấp ấn độ và Brazil. Đấy. Và thậm chí đâu đó của Nam Phi nữa. Như vậy rõ ràng là người ta đang chuẩn bị cho một cái cuộc họp nào đó quan trọng liên quan tới khối BRICS. Mà những ngày sắp tới thì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng sang Moscow để mà chuẩn bị mới cuộc họp đại khái là cuộc họp an ninh cho khối BRICS diễn ra thượng đỉnh vào cuối tháng 10. Đó là một cuộc họp BRICS xôn tụ nhất từ trước tới nay tại một cái quốc gia mà khởi phát đúng không ạ? À, ra cái phong trào brick đó là nước nga và có sự có mặt của các quốc gia như là thổ nhĩ kỳ và nhiều người còn đồn rằng rất có khả năng thì người pháp cũng sẽ có mặt trong cái cuộc họp đó đấy, cũng không loại trừ đâu quý vị ạ. Nếu như không có thông tin là ông tổng thống pháp hôm qua nói rằng là ông cho phép tên lửa của pháp bắn tung tóe vô thời hạn, vô điều kiện, vô giới hạn ở nước nga thì tôi tin là có thật nhưng mà sau vụ đấy thì chưa chắc nữa đúng không ạ? Thế thì người ta đặt ra câu hỏi là tại sao bây giờ thì chuẩn bị họp hành ở nước Nga mà ông Lavrov lại đến Trung Đông và gặp toàn những quan chức quan trọng của Ả Rập Xê Út và thậm chí của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nữa. Người thì đồn rằng là ông có chuyến đi công cán ở Trung Đông để tìm kiếm giải pháp này nọ cho Palestine. Nhưng mà nói chung ở Palestine chúng ta nghĩ kỹ, nghĩ đi, nghĩ lại đi. Làm gì có giải pháp nào bây giờ? Đúng không ạ? Chính Lavrov vào ngày mấy đó tháng 10 năm ngoái đã từng nói rồi là đối với lại Palestine và Israel thì không có giải pháp nào cả. Đó là một người có nhãn quan. Chẳng qua ông ấy nói quá phũ phàng vì ông chán với những cái gọi là thế tục mà thôi, đúng không ạ? Là người ta cứ bàn đạo đức giả, chứ thực ra hai quốc gia này mà đánh nhau thì rõ ràng là không thể kết thúc nhanh được. Và điều mà ông ấy đã nói cách đây gần một năm thì bây giờ nó vẫn kéo dài, nó vẫn như thế và nó vẫn là sự thật, đúng không ạ? Thế vậy thì những thời gian gần đây chúng ta thấy rằng cuộc họp thượng đỉnh BRICS đến gần rồi. Và hôm nay thì chúng ta nhận được một thông tin rằng sau khi Lavrov đến Ả Rập Xê Út thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út đâu đó đã bắn tín hiệu rằng là có khả năng trong thời gian tới những cái thương vụ mua bán dầu giếc lớn nhất của họ đối với lại Trung Quốc hay là Ấn Độ với các quốc gia khác có khả năng được sử dụng các đồng tiền nội tệ của các bên để thanh toán chứ không sử dụng đồng đô la nữa. Đấy, và đây là một cái tin trời giáng đúng không ạ? Trong khi đó thì ngày hôm qua à, không không có tách rời quý vị ạ. Đấy là lý do mà tại sao chúng ta thấy rằng ngày hôm qua Donald Trump đã nói rằng là đứa nào mà dám sử dụng đồng tiền nào đó ngoài đồng tiền Mỹ ra, đúng không ạ, để mà giao dịch với nhau không cần liên quan đến dầu mà cũng không cần liên quan đến Mỹ thì sẽ bị cho Mỹ cho ăn đòn. Đúng quý vị, thì đây là một cái lời có thể nói là dân đe của Mỹ đối với Ả Rập Xê Út. Thực ra Ả Rập Xê Út thì rất hận Mỹ bởi vì mỗi lần ấy mà Mỹ mà thấy thái độ của Ả Rập Xê Út thì Mỹ thường dân đe. Ve vãn, sau đó không được thì dân đe. Và nếu không được nữa thì mang tàu ngầm hạt nhân đến. Đúng không quý vị? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Cho nên Ả Rập Xê Út có thể nói rằng là bằng mặt nhưng mà trong bụng thì cực kỳ là không bằng lòng. Bây giờ thì họ đã không có gia hạn lại cái thỏa thuận để mà sử dụng đồng Petrodollar. À cái hợp đồng, cái thỏa thuận mà đã kết thúc mấy chục năm, kéo dài mấy chục năm rồi, rồi, vừa kết thúc cách đây mấy tháng, không gia hạn nữa mà bây giờ lại còn tuyên bố là sẽ sử dụng những đồng tiền khác, đúng không ạ? Nhân dân tệ, khả năng rất cao đó là nhân dân tệ để mà mua bán dầu với lại Trung Quốc. Đấy, phải nói rằng là một cái cú tắt nước vào mặt đối với lại người Mỹ rồi và vai trò của nó đúng không ạ đó là người ta nhìn thấy Lavrov đi đâu ấy thì cái khả năng thành công trong những cuộc thương thuyết của ông ấy là rất cao ông ấy là một trong những nhà ngoại giao gọi là đại tài của cái cái cái, thời kỷ nguyên của chúng ta chúng ta tôi còn nhớ là lúc cách đây 6 tháng khi chúng ta nói về Pakistan để nói về Pakistan ấy khi mà họ làm việc với Nga ấy, thì lúc bấy giờ chính phủ của ông Ibrahim Khan đã bị phế truất Ông Khan là người thân Nga, thân Brick thân thế giới phương Nam. Chính phủ của ông Khan bị lật đổ thì cái chính phủ đương nhiệm lên thì đương nhiên nó là chính phủ thân phương Tây. Thế nhưng mà người Pakistan đã làm việc với người Nga, hay nói đúng hơn người Nga đã chủ động làm việc với Pakistan để mà thông qua cái vụ tác động người Nga thì Pakistan đã không có một cái thái độ nó chống lại thế giới phương Nam và không thân phương Tây một cách rõ ràng. Và đồng thời trong quá trình đó đảo ngược rất nhiều những dự án, ví dụ như là những dự án Pakistan với Iran thì người Mỹ đã cố giang tay để can thiệp nhưng mà đã không vượt qua. Đúng không ạ? Rồi những cái vụ gây hấn của Pakistan với Iran đã nhanh chóng hòa giải chỉ trong vòng một đêm rồi những cái việc pakistan chuẩn bị khăn gói lên đường đến nga để chuẩn bị vào khối brics và bây giờ trở thành một trong những cái đầu ra à, năng lượng một cái kiểu như phải đầu ra một cái chợ năng lượng của phía nga có nghĩa là lúc bấy giờ tôi nhìn vào cái cuộc gặp của ông lavrov với lại phái đoàn của pakistan ấy thì những người Pakistan trong phái đoàn ngoại giao nói rằng là chúng tôi cảm thấy rất nhỏ bé trước cái phái đoàn hùng hậu của nước Nga. Đấy, thì Lavrov mới nhỏ nhẹ và nói với lại các vị rằng là phái đoàn của quý vị không phải là nhỏ. Bởi vì chúng tôi làm việc là dựa trên cái thiện trí, cái thành tâm, cái trái tim gì đó. Đấy, và lúc bây giờ tôi đã nói rằng rất có khả năng nước Nga dưới thời của Lavrov sẽ đảo chiều cái 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 nhân tố Pakistan một cái nhân tố rất quan trọng của gọi là bán cầu phương Nam đúng không ạ và bây giờ có vẻ như chính phủ của họ không phải là một chính phủ quá thân thiết với nước Nga nhưng mà gần như những động thái thời gian vừa qua thì nó lại nghiêng rất nhiều về nước Nga và khối BRICS vâng để nói rằng là cái khả năng mà gọi là chốt được thương vụ ấy, chốt deal ấy đúng không ạ của Lavrov là nó rất là cao quý vị ạ tôi theo dõi cái người đàn ông này từ rất lâu rồi mình mới ra được cái kết luận như vậy Lavrov rất uy tín. Ông ấy đi đến nước nào cũng vậy, Nam Phi, Brazil, thì người ta toàn đón tiếp ông bằng những cái lễ cổ truyền ấy và tặng quà rồi tặng vòng hoa, vòng nghiếc vân vân để đeo vào cổ. Hay là ông đến Ấn Độ thì uh, ngoại trưởng Ấn Độ và thậm chí thủ tướng Ấn Độ nhảy cẫng lên ôm nhau như là kiểu như trẻ con ấy. Thì như vậy rõ ràng là không chỉ là uy tín mà nói chung ông là một người rất là được lòng người khác đúng không ạ? và và như vậy là nhà ngoại giao kỳ cựu của nước nga đã đến ả rập xê út và đã mang những thông tin rất là khó chịu đối với nước mỹ tại ả um, rập xê út thì lavrov cũng phát biểu nhiều về cuộc chiến Đấy, trong đó ông có một cái câu rất là nổi tiếng trong ngày hôm nay đó là uh, chúng tôi không dùng những vấn đề về lãnh thổ để nói chuyện hòa bình với ukraine đó không phải là một vấn đề quan trọng chúng tôi không muốn đất của người khác liên quan đến vấn đề này mà chúng tôi sẽ đặt nặng cái vấn đề quyền của những người nói tiếng nga ở ukraine đấy. Rồi sau đó thì ông buột miệng nói một câu là đã đến lúc phải thay đổi bởi vì trong cái ban thư ký tất cả những vị trí quan trọng nhất đều nằm trong tay của các quốc gia nato. À, như vậy rõ ràng là nước nga đang định có một cái sự quậy lên, đúng không ạ? Quậy và tung chảo lên ở liên hợp quốc, à, ấn độ, brazil chắc chắn là rất thích. Uh, Iran trái với lại những tuyên bố trước đây của quan chức trong bộ ngoại giao ngày hôm nay thì đại diện chính thức của bộ ngoại giao Iran đã lên tiếng bác bỏ về tuyên bố của truyền thông và chính trị Mỹ về việc quốc gia này đã cung cấp tên lửa cho nước Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đấy, một cái câu mà có thể nói là nghe kỹ thì nó uh, mang tính chất là bác bỏ nhưng mà cái kiểu là cái kiểu phong cách nó rất kiểu trung quốc đúng không ạ là cố tình cho đối thủ biết là làm nhưng mà trên cái ngôn từ thì nó vẫn là không làm chúng ta có ai lại đi nói rằng là chúng tôi không cung cấp vũ khí cho người nga à, trong chiến dịch quân sự đặc biệt đúng không ạ thì, thì thì cái cái câu từ nó có thể nói nó rất là bâng quơ và và tất nhiên là chúng ta cũng biết đó là những cái thông tin nó mang tính chất mặc cả và dọa dẫm giữa các bên đúng không ạ ai cũng biết cái điều đó rồi còn nếu nói thật ra người nga với người iran mà họ đã làm chuyện này chắc chắn họ làm rất là kín đúng không ạ còn tất nhiên họ làm rồi đúng không ạ cái đấy không không loại bỏ ví dụ như iran bảo là à, tôi có đâu cung cấp cho người nga đâu tôi không cung cấp uav để người nga tấn công ukraine thế nhưng mà cuối cùng thì các ông ấy mang cả nhà máy đến các ông ấy xây ở nga đúng không ạ à, và ông cung cấp linh kiện này nọ mọi thứ để nga sản xuất mà thậm chí là chuyên gia của các ông đến để sản xuất thế thì thì vậy cái chuyện nó chỉ là cái câu chữ thôi phương tây cũng nói rằng là chúng tôi không có ủng hộ cái việc sử dụng tên lửa của phương tây tấn công vào nước nga thế nhưng mà ai bây giờ cũng biết một điều rằng nhà máy ở ukraine hoặc là để các quốc gia phương tây đã sử dụng những tên lửa của phương tây để tháo nhãn đi dán nhãn của ukraine vào câu chuyện này thì đến một đứa trẻ nó cũng biết đúng không ạ ở việt nam chúng ta trước đây có cái ngành buôn bán hóa đơn ấy, đúng không quý vị nó cũng kiểu kiểu như vậy Hôm nay thì ủy viên châu Âu, một báo cáo đến từ ủy ban phát triển kinh tế châu Âu cho biết là châu Âu có thể sẽ không còn tồn tại nữa nếu như mà không có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những thời gian trước mắt và không trở lên tham vọng như là chính chính quá khứ của mình. Điều này thì tất cả chúng ta đều rất đồng ý, đúng không ạ? Nói như thế này, nói về việc là nếu chúng ta không tham vọng thì chúng ta sẽ biến mất nói thẳng ra nói như vậy để cho nó hùng biện chứ nếu như mà chúng ta không cố gắng thì chúng ta cũng tiêu tùng chứ chưa nói gì đến tham vọng bây giờ đến những đầu tàu kinh tế như là đức anh mà có khả năng là pháp nữa ý đều đang ở trạng thái nếu mà không suy giảm thì có thể nói đang rất là bết bát rồi Mấy cái đầu tàu lớn đó, còn cái ông Tây Ban Nha thì có bao giờ nổi tiếng về phát triển kinh tế đâu, đúng không ạ? Thì cho thấy rằng là có bấy nhiêu thôi thì đều biết bát như vậy, mà không Uh, có thể quay đầu để mà phát triển hoặc duy trì thôi thì cũng đủ chết chứ làm gì có chuyện mơ về cái việc khát vọng mới lại tham vọng nữa không khác gì một đứa trẻ vừa đẻ ra đúng không ạ đã đòi bắt nó bay trong khi nó chưa biết chạy nó còn thậm chí nó còn chưa biết đi và thậm chí nó chưa biết đứng trong khi đó đúng không ạ trong khi đó thì nhìn vào những cái này chúng ta hiểu ra hết những vấn đề liên quan đến châu âu litva một cái quốc gia đại khái là vàng cũng là một quốc gia ban tích, thương hiệu ban tích thì nó nổi tiếng toàn cầu, đúng không ạ? Tổng thống của nước này hôm nay nói rằng là quốc gia này muốn tăng ngân sách quốc phòng lên 3,5% GDP. Và 3,5% GDP. Và con số này chỉ mới tăng so với lại cách đây có đúng một tháng, họ mới tăng từ mấy lên 3, mấy á, nhưng bây giờ lên tới 3,5. À, chúng ta cũng biết là thời gian gần đây ấy, những cái vị, uh, UAV lạ nó xuất hiện khắp châu Âu. Thứ nhất, xuất hiện ở căn cứ quân sự Đức, nhà máy sản xuất quốc phòng của Đức. Xuất hiện ở Romania, xuất hiện ở Latvia, xuất hiện ở Ba Lan, xuất hiện ở các nước Baltic đúng không ạ? Xuất hiện ở rất nhiều nơi. Tại sao những người châu Âu không đặt ra một câu hỏi là tại sao Nga lại điên hay sao mà đang đánh nhau thiếu đồ mà lại đi xua UAV tấn công vào đất nước của họ? Đúng ạ? người ta phải hiểu một điều là nếu không hiểu được ấy, thì hãy xem ngân sách quốc phòng của các quốc gia tại sao nó tăng đúng không quý vị nó tăng là bởi vì trước đó đã có UAV xâm nhập vào lãnh thổ của nước các quốc gia đó cho nên nó phải tăng để mà nó có hệ thống phòng không bảo vệ nó có hệ thống phòng thủ biên giới đúng không ạ nó vân vân và vân vân có nghĩa rằng có ai đó đang vừa thuyết phục giáo dục động viên khuyến khích gây sức ép bắt bớ và ép phải làm, đúng không ạ? Là phải tăng ngân sách quốc phòng. Bọn mày không tăng thì tao đói lắm rồi. Một tăng quốc phòng thì sẽ có người bán vũ khí cho, đúng không quý vị? Thứ hai nữa, tăng quốc phòng thì sẽ nghèo lên. Nghèo lên thì sẽ phụ thuộc vào một ai đó. Và thứ ba nữa, tăng ngân sách quốc phòng thì lúc nào biên giới cũng căng thẳng các quốc gia mà có nhiều súng đạn ấy thì biên giới nó chả bao giờ nó yên tĩnh cả đấy cái điều cái, cái đấy là nguyên tắc nó là cổ kim rồi cho nên những cái bài chia để trị này mà có thể nói rằng nó là kinh điển luôn quý vị ạ. mấy cái ông ban nha cái ông uh, mấy cái ông đức nhá hay là ông ông pháp thì ông còn quậy này ông đức thì thôi giờ ông ngoan chả nói gì về cái quá khứ rồi đúng không ạ mấy ông Scandinaver thì ông khôn Uh, mấy ông Ba Lan thì nghe thì có vẻ bất trị nhưng mà cơ bản nói cứng thì cũng mềm, nhưng mà mấy ông ban tích này mà thì chỉ cần hắt hơi cái đúng không ạ? Bảo tăng ngân sách quốc phòng lên 30% có khi là hôm sau phải họp quốc hội tăng cận cấp. Trong khi đấy thì Bộ Quốc phòng Belarus cũng nói rằng là NATO tiếp tục xây dựng lực lượng uh, một cách nhanh chóng ở biên giới nước này. Hiện tại số lượng quân NATO triển khai dọc biên giới đã lên tới 32.000 quân. Còn về phần mình thì vừa nói tới ma thì đã gặp ma. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết năm 2025, tức là năm sau, nước này dự định sẽ tăng mức ngân sách quốc phòng kỷ lục đạt 48 tỷ đô la, tương đương với 4,7% GDP. Đấy không quý vị? Thấy không? Ba Lan phát triển quý vị ạ. Từ khi gia nhập EU phát triển, nhưng mà ấy, ba lan phải hiểu được là cái thân phận của họ là thân phận của các nước đông âu đúng không quý vị không bao giờ được phép phát triển thịnh vượng cả ông đã hơi giàu so với quy định cho nên là bây giờ ông phải tăng ngân sách quốc phòng để cho ông bớt giàu đi đúng không ạ và thứ hai nữa là ông làm lá chắn cho chúng tôi và thứ ba nữa là ông mua vũ khí của chúng tôi và thứ tư nữa là ông có nhiều vũ khí thì ông sẽ có nguy cơ đánh nhau với người nga quá đẹp mà quý vị nói chung là công nhận là làm người trên đảo nó sướng quý vị ạ cái này tôi thực sự tôi nói từ lâu ba lan không bao giờ được phép phát triển tôi thẳng khẳng định một cái vị mà như vậy luôn một cái đất nước như họ mà nó rất dễ thực tế mà nói một đất nước như ba lan một là người ta không có sức kháng cự đúng không ạ họ mà kháng cự phát là họ là một trọng nước gọi là tiêu tùng ngay thứ hai là họ có những cái quá khứ với lại người nga với người liên xô kéo dài hàng vài trăm năm rồi cho nên là nó rất dễ để khai thác động một phát là nói mình nói là, là ba lan nó như rất là nhạy cảm đúng không ạ bây giờ cứ bảo là tại sao cuộc chiến này nó xảy ra đấy cứ nhìn các nước baltic và đặc biệt là ba lan thì chúng ta hiểu đúng không ạ chúng ta hiểu tại sao một cái quốc gia như vậy đang ăn lên làm ra mở mày mở mặt với các nước nghèo ở đông âu được một tí thì người ta đâu có cho nghèo giàu nữa đâu người ta đâu có cho làm ăn lên làm ra nữa đâu người ta bắt là phải quân sự hóa quốc gia này cái gì cũng có giá của nó đúng không ạ và bây giờ cái quốc gia này sẽ tập trung toàn bộ cái nguồn lực của họ vào cái vấn đề phát triển quân sự quốc phòng và tất nhiên là tăng ngân sách quốc phòng và họ sẽ trở thành một cái tiền đồn của nato đúng không ạ một cái thành mà đã là một cái thành tiền đồn thì không bao giờ là thành phát triển kinh tế được cả quý vị đấy nó là cái quy tắc rồi Nói tóm lại là Ba Lan và các nước Baltic cũng đang đóng cái vai trò cái 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 vai diễn và cái sứ mạng của đối với NATO thôi, đúng không ạ? Cũng không thể nào trách được những người nói tiếng Anh được đâu. Ăn tiền của Chúa thì phải múa suốt tối ngày. Tôi tưởng tượng này quý vị ạ, ở đâu đó mỗi buổi sáng ở cái tòa Bạch Ốc hoặc là ở Langley, tức là bang Virginia, CIA hay là ở đâu đó Washington, thì mỗi buổi sáng có một cuộc họp của các quan chức nào đó ở nước Mỹ và trong đó có những người như Victoria Nuland, đúng không ạ, Samantha Power, rồi uh, Anthony Blinken, vân vân thì người ta sẽ đưa ra một danh sách mỗi người quản lý các cái tài khoản hay là gọi là khách hàng ấy đúng không ạ? Trong đó là giải rác 200 nước trên thế giới ví dụ như vậy. Mỗi ông quản lý một khu vực hoặc là đầu khoảng 10 nước cho đến 20 nước đấy. Thế xong buổi sáng thì sếp đứng báo cáo thì uh, trong đó báo đến báo cáo đến mục là uh, thế ngày hôm nay có thằng nào phát triển uh, phát hiện ra đất nước nào nó phát triển thịnh vượng uh, giàu có hơn mức bình thường hay không? Đấy, thế thì có thằng nó quản lý vùng Đông Âu nó bảo là em thưa sếp là dạo này em thấy là Ba Lan nó hơi giàu so với quy định. Đấy, cho nên em kiến nghị là chúng ta làm việc ABCD để cho nó bớt giàu đi một tí. Dạo này nó giàu nó ngáo lắm, nói nó toàn cãi thôi. Thế thì cái câu chuyện nó rất là dễ hiểu ở chỗ là nói đến đấy là nó không phải có thật nhưng mà nó rất thật quý vị ạ. Nó thật ở cái khái niệm. Bởi vì tại sao? Bởi vì sau đó sếp sẽ cầm điện thoại và gọi cho công ty, các công ty quốc phòng. Đúng không ạ? Đấy. Là đợt này chúng tôi có một cái dự án ở Ba Lan để làm cho quốc gia này nó đỡ giàu đi nhưng mà nó sẽ chi rất nhiều tiền. À, có thể lên tới 5,7% GDP trong năm nay. Đấy. Thế thì ý các ông thế nào? Và ngay, ngay lập tức buổi tối hôm đó một cuộc họp tương tự đã diễn ra ở dưới một tầng hầm nào đó. Đúng không, quý vị, câu chuyện nó đang diễn ra trong chính trường của các nước phương Tây. Từ ngày mà ông Lloyd Austin đóng lên làm bộ trưởng bộ quốc phòng ấy, thì hàng của Lloyd Lockhart Martin bán cực kỳ nhiều. Cực kỳ nhiều luôn. Hầu hết là các cái thương vụ béo bở toàn rơi vào tay công ty đó thôi. Vâng, đi tới nước nga và nước Belarus ngày hôm nay thì lãnh đạo của hai nước này đã tuyên bố chuẩn bị ra đời một cái khái niệm về một nhà nước liên minh năm 2025 đây là một khái niệm an ninh mới và thay đổi rất nhiều thứ trong cái khái niệm của nhà nước liên minh cũ à, trong đó có rất nhiều thứ mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau đại khái rằng là là một cái hiệp định, nó như kiểu một cái hiệp ước phòng thủ à, dưới một cái tên nào đó cho nó hay ho à, và nó linh hoạt. Đấy, đại khái là trong trường hợp thằng A nó tấn công thì tao mày cũng đánh, đúng không ạ? Nhưng mà thằng B tấn công thì mày đánh, tao giúp, ví dụ như vậy. Song song với cái việc này thì nước Nga cũng đã nói rằng là trong thời gian sắp tới họ sẽ công bố... Một cái um, tầm nhìn mới, một cái khái niệm mới liên quan tới học thuyết sử dụng vũ khí hạt nhân của họ cho phù hợp với tình hình mới. Rồi ngày hôm nay thì nước Nga cũng dầm rộ uh, kéo những cái hạm đội biển Baltic, biển phương Bắc, biển uh, phương Đông, uh, không biết là có biển Crimea hay không. Dầm rộ đồng loạt uh, tổ chức một cuộc tập trận lớn chưa từng thấy về hải quân. Chưa từng thấy quý vị ạ chưa từng thấy từ trước đến nay. Không biết là nước Nga định làm gì, nhưng mà rất nhiều hàng trăm tàu chiến tham dự có cả sự tham dự của Trung Quốc và đích thân tổng thống Nga Putin thì cũng đã có thể nói là nói khá nhiều, khá kỹ liên quan đến cuộc tập trận này. Thì tất nhiên là thông điệp vẫn là kiểm tra tính sẵn sàng để bảo vệ tổ quốc rồi là sử dụng những vũ khí mới, tiến hành dân đe này nọ vân vân. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng kết hợp thông tin với Belarus với học thuyết hạt nhân và những cái việc này thì cho thấy rằng nước Nga đúng không ạ đang nói chung là đang uh, có những cái động thái cũng tăng cường cơ cư bắp so với lại những cái việc khoe cơ bắp liên tục của NATO thời gian gần đây còn tập trận hải quân thì tôi cũng không biết là nước Nga có định úp sọt nước nào hay không đúng không ạ à, rõ ràng là tập trận hải quân thì <laughs> nó không phải là nó cớ để mà che đậy để mà đánh các nước như là đánh Ukraine ngày xưa Thế nhưng mà bây giờ nhiều người bảo nước Nga hết sạch tiền rồi. Thế mà bây giờ tự nhiên để huy động một cuộc tập trận hải quân lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Rõ ràng là họ vẫn còn tiền ở đâu đấy, đúng không ạ? Và cũng ở một quốc gia châu Âu, Thụy Sĩ, một quốc gia đã từ lâu là một quốc gia trung lập và một cô gái rất là danh giá. Thì thời gian gần đây có thể nói rằng là đã chính thức trở thành một quốc gia phương Tây, đúng không ạ? Theo, nhập theo liên minh phương Tây rồi. À, thời gian gần đây cho đến ngày hôm nay thì họ còn đi một bước xa hơn, đó là họ tiến hành một cuộc tập trận với một thành viên của NATO. Ngày xưa trong các cái giáo phái um, lớn đúng không ạ? Như là gọi là minh giáo uh, hay là cái gì nhỉ? Cái gì đông phương giáo chủ à, đông cái gì um, đông phương giáo đúng không, quý vị. Thì là các thánh nữ là không có yêu đương gọi là tèn tèn ten gì, thế ấy, nhưng mà Thụy Sĩ là một trong những cái Thánh nữ, đúng không ạ, của phương Tây. Từ trước đến nay giữ gìn bản thân như vậy mà cuối cùng bây giờ thì cũng đã đi gọi là qua đêm với lại NATO rồi. Và, và một tin cũng khá buồn cười, đó là nước Nga nói rằng là đứng trước những nhu cầu phát triển này nọ. Đấy, thì họ quyết định là thời gian tới có khả năng sẽ uh, chuyển sản xuất mảng UAV tới Uzbekistan để cho nó đạt hiệu quả kinh tế. Vâng, tuy nhiên ai cũng biết rằng đó là một đòn lách luật, lách cấm vận, đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ qua phần tin nhanh để đến với một vài thông tin quan trọng liên quan nước Mỹ và châu Âu này. Như vậy, ngày hôm nay thì thông tin châu Âu khá thú vị đến từ ông Mario Draghi Ông ấy là chủ tịch của Ngân hàng châu Âu và trước đây là thủ, cựu thủ tướng của nước Ý đã đưa ra một bản báo cáo về tính cạnh tranh của châu Âu, trong đó ông kêu gọi là châu âu phải nhanh chóng tăng thuế bất chấp là quốc gia này à, cái vùng đất này đang dẫn đầu thế giới về các gánh nặng người thuế cho à, người dân của mình liên minh châu âu đánh mất đi lợi thế kinh tế của họ do sự à, à, bác bỏ cái nguồn năng lượng giá rẻ đến người nga nhu cầu ngày càng suy thoái à, đến từ nước mỹ và khả năng cạnh tranh càng kém đối với trung quốc theo thông tin của bản báo cáo vâng những cái điểm này chúng ta đã biết rồi đúng không ạ châu âu lên hương là nhờ năng lượng giá rẻ từ người nga đấy sự bảo kê của người mỹ và nguồn hàng giá rẻ đến từ trung quốc và cả ba cái bây giờ nó đang dần dần nó đang bốc hơi dần riêng cái năng lượng của nga thì nó bốc từ lâu rồi và không những bốc hơi mà bây giờ nó còn là quả tạ nữa đó là năng lượng đó nó đi qua trung quốc ấn độ nó vào với giá đắt hơn rất nhiều và bây giờ chúng ta biết rằng là theo bản báo cáo này thì khí ga ở châu Âu một trong những cái nguồn năng lượng quan trọng nhất thì đã đắt tới 4 đến 5 lần so với lại nước Mỹ. Vậy thì làm sao mà cạnh tranh được với nước Mỹ? Đúng quý vị. Và chúng ta thấy rằng đây chính là một trong kế hoạch tuyệt vời của người nói tiếng Mỹ. À, chi phí điện thì đắt gấp 2 đến 3 lần so với Mỹ. Thị trường châu Âu thì đang đối mặt với những vấn đề cơ bản đó là thiếu năng lượng và thiếu cả các nguồn tài nguyên khác nữa. Châu Âu đã chi ra 270 tỷ euro. Ờ... và vâng, xin lỗi quý vị, lỗi dịch thuật. Châu Âu chi kém hơn so với nước Mỹ 270 tỷ euro liên quan tới các chi phí để nghiên cứu phát triển và đổi mới cạnh tranh với nước Mỹ. Bây giờ chỉ còn có 4 trong 50 tập đoàn lớn nhất thế giới về công nghệ là đến từ châu Âu thôi. Từ năm 2008 đến năm 2021, Gần như 30% các hãng công nghệ kỳ lân của châu Âu đã chuyển tổng hành dinh của mình chủ yếu đến nước Mỹ và có khoảng thêm 75 cho tới 90% các mảng sản xuất liên quan tới uh, chip tức là bán dẫn thì nó đã di chuyển về khu vực châu Á. Vào năm 2040, lực lượng lao động của châu Âu có khả năng sẽ tụt giảm tới 2 triệu người mỗi năm. Liên minh châu Âu có khả năng không còn tồn tại nữa nếu nó không thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và theo đuổi những cái khát khao, khát vọng và tham vọng của mình. Và một bản báo cáo không thể chuẩn hơn mà thậm chí là còn che đậy khá nhiều. đúng không ạ? Trong khi đấy thì ở nước Đức tỷ lệ phá sản của các công ty lớn đã tăng tới 41% trong năm 2024 tăng uốn mút phần trăm thì có nghĩa rằng sụp đổ rồi chứ còn cái gì nữa, đúng không quý vị. Và nước Mỹ, à nước Đức đã mất những gì? Nhà sản xuất giấy hàng đầu à, thế giới IS Paper à, thành lập năm 1828. Vâng, năm 1828 đóng cửa năm 24 vậy là gần 200 năm sản xuất họ à, tồn tại. Nhà đóng tàu Mayer Wolf thành lập 1790, đóng cửa 2224. Các công ty khác tương tự lâu đời, Thuringer, uh, Brook, uh, gì đây, Brewery, Stone Stone, Hit Bass, Bauer. đọc tiếng Đúc thì nó không khác, thì mình bắn cái súng liên thanh như quý vị nhé. Và hàng vài chục các công ty lịch sử đình đám hàng nhiều trăm năm khác đã đóng cửa, đứng trước ngưỡng đóng cửa hoặc là đang đóng cửa. Năm 2021, số lượng các hãng ở Đức trung bình đóng cửa là 1.000 mỗi tháng, thì năm nay đã đạt tới 2.000, tức là tăng gấp đôi. Vâng, ngày xưa Việt Nam có câu là mày đấy hở bưởi, đúng không ạ? Thì bây giờ mình có câu ở Đức ơi là Đức mày đấy hở Đức. Vâng, thôi đến nước Mỹ một chút vậy bằng cái thông tin của Tổng thống Joe Biden. Và kết thúc ở đây quý vị ạ. À, như vậy là cách đây 2 năm, khi Tổng thống Joe Biden nhận chức thì ông đã có một cái chương trình rất là tham vọng, đó là nước Đức à nước Mỹ sẽ chi ra tới 42 tỷ đô la để mà xây dựng những tuyến đường, những tuyến giao thông, những tuyến internet cáp quang để kết nối các nhà dân ở các khu vực vùng sâu vùng xa. Và đến ngày hôm nay, người ta đếm rằng sau 2 năm, 3 năm thì dự án của ông đã đem lại số 0, tức là không có bất kỳ một cái diện nào, nhà cửa diện nào vùng sông ra đã được thừa hưởng từ chính sách kể trên. Lúc bấy giờ thì ông Joe Biden đã so sánh chương trình của mình với lại cái chương trình đem điện tới mọi nhà hoặc là điện hóa toàn bộ nước Mỹ của Tổng thống Teddy Roosevelt. Và ông hứa rằng tất cả những nhà dân ở nước Mỹ sẽ có Internet. Lúc bây giờ Elon Musk đã đề xuất rằng là sẽ sử dụng hệ thống Starlink để mà giải quyết dự án của Tổng thống Donald Joe Biden. Thế nhưng ý tưởng đó đã bị bác bỏ và nguồn ngân sách đã được phân bổ. Và đến ngày hôm nay, 3 năm trôi qua, không kỳ không có bất kỳ một bang nào đã nhận được những đồng tiền trên và đưa vào triển khai thực tế trên lãnh thổ đã được cam kết. Những người tham gia vào dự án đưa ra những báo cáo rằng là à, việc tham gia vào chương trình và nhận nguồn vốn trên là không khả thi à, và không thể thực hiện được. Thế nhưng khi được hỏi về nguồn vốn 42 tỷ đâu rồi thì không ai trả lời được nó đang ở đâu. Và nước Mỹ không có tham nhũng đúng không ạ? Chỉ có tham nhũng mà nó có hóa đơn thôi. Mấy thứ hai là người ta cướp luôn chứ người ta không tham nhũng làm gì cho nó mệt. Vâng, tất nhiên là những thông tin này cũng cần được phải cảm kiểm chứng đúng không, quý vị nhưng mà nếu mà nói về việc uh, khi mà ông Joe Biden ông lên ấy thì ông ấy cũng muốn xây dựng một cái một cái hệ thống đường sắt quý vị nhé đấy thế nhưng mà chúng ta biết rằng là không phải nước Mỹ không xây dựng đường sắt mà cái ông tổ của ngành đường sắt thì nó ở nước Mỹ cơ đúng không, quý vị hay mình nói đúng hơn là không biết ông tổ nó ở đâu nhưng đại khái là Nhờ cái ngành đường sắt mà nước Mỹ nó mới được như ngày hôm nay hoặc là được ngày đỉnh cao của thế tập kỷ 760 đến 80 đấy thế nhưng mà không hiểu tại sao mà uh, ông Joe biden đã hứa như vậy nhưng mà ông không thể xây được mà trong suốt mấy năm rồi chỉ có mỗi 100 km đường sắt cao tốc ở cái vùng California mà thôi Đấy, thế thì cái câu chuyện người ta bảo rằng là không phải người ta không xây được mà cơ bản là những giới tài phiệt ai nó cho xây đường sắt đúng không ạ xây đường sắt thì xăng dầu nó còn bán cho ảnh nữa cho nên cái việc mà liên quan tới những bà con nông dân ở các vùng sâu vùng xa nước mỹ chắc chắn là rất nhiều và bị cô lập thì cũng rất nhiều đúng không ạ chúng ta xem phim nhiều nhà nó cũng ở rất vùng sâu vùng xa đấy chứ không phải không đâu thì người ta cũng sẽ có những cái chương trình nào đó để mà người ta không muốn cái dự án này xảy ra bởi vì ảnh hưởng tới cái túi tiền của họ. Điều đấy đối với lại ông Joe Biden đã có tiền lệ rồi đúng không, quý vị. Thậm chí là mới đây nhất thì người ta còn nhớ rất rõ là ông Joe Biden đã chiến thắng Donald Trump bởi một cái tỷ lệ ủng hộ khá cao liên quan tới việc là ông ấy nói khi tôi trở thành tổng thống thì tôi sẽ coi cái chính sách xanh sạch đẹp là chính sách ưu tiên hàng đầu đấy thế nhưng mà cuối cùng thì trong suốt nhiệm kỳ của ông ấy thì ông suốt ngày ông phải mở các giếng dầu để mà sản xuất dầu trở lại đúng không ạ để mà cứu vãn cái uh, tốc độ lạm phát của nước Mỹ và tất cả cái đó nó cũng đến từ những cái vấn đề từ thế giới ngầm rồi thôi đúng không ạ quý vị vâng chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây